Anh đâu có nghĩ em như vậy. Em nói đạo lý có được không đây? Là ai không nói đạo lý hả? Làm ơn cậu đó, Trương Long. Bình thường thì bác gia cái gì cũng chịu theo cậu, sao cậu đối xử với cổ như vậy đó? Bình thường cái gì anh cũng chịu theo em mà. Nè, em cũng đối xử với anh vậy thôi. Thì ra cái gì cũng tính toán hả? Trong đám đàn ông anh coi như nhỏ mọn đó. Nè, không phải là Cung Diệp nhỏ mọn mà là con ngang ngược đó. Người ngang ngược nhất là anh đó. Cái đồ gì đàn chứ? Ông nè, anh... Phải, thì ra người tệ nhất là anh còn tệ hơn Ivan. Tôi tệ hơn Ivan sao? Nói với chú ấy chứ tội nữa. Nè, cô chúng mới tệ đó. Nè, cô còn tệ hơn Cung Diệp. Chú mới tệ đó. Sao đây? Bây giờ tôi đã bắn công rồi. Tôi đâu ai rồi. Nói gì chứ? Tổng đài bữa sáng của ai đây trời ơi? Mấy người tệ đó. Trời ơi, vậy là sao? Mày cô không sao chứ? Có tâm trúng cô không? Trần Lại Du, anh muốn lấy mạng tôi hả? Lúc trước chúng ta đã nói rõ là giả bộ cãi nhau rồi, nhưng anh cứ móc mỉa tôi đã cảm thấy sai rồi. Bây giờ anh còn đẩy tôi tới trước cái xe muốn tông chết tôi nữa. Thì ra anh giận tôi vì tôi chia tay với anh. Anh muốn thừa cơ trả thù. Không phải, hồi nãy tôi trượt chân, tôi cũng bị té xuống đất mà tôi... Trượt chân? Hồi nãy rõ ràng anh đẩy tôi ra trước cái xe. Dù anh nói gì tôi cũng không tin anh đâu. Không phải, tôi thật sự trượt chân mà. Ý tưởng giả bộ bị xe tông này là anh nghĩ ra mà. Anh còn vỗ ngực nói là rất an toàn, nhưng sau đó lại đẩy tôi ra trước cái xe. Căn bản là anh muốn dùng xe tông chết tôi. Làm cho rõ đã. Tức là ý tưởng giả bộ bị tông xe của tôi, nhưng dù giả bộ cái lộn là do cô bày ra. Cô sợ bị đại tiểu thư chửi, kêu tôi phối hợp với cô, nên chúng ta mới giả bộ trở mặt đúng không? Nè, hai người kiếm chuyện có phải không? Đã nói là giả bộ tông xe thôi mà, sao lại xông tới trước cái xe vậy? Hay là tôi thắng kịp nha, nếu không là tôi giết người rồi, anh có biết không vậy? Phải đó. Mẹ à, mũi cô chảy máu kìa. Máu mũi. Có cần gọi cấp cứu cho cô không? Gọi. Hai người giả bộ cãi lộn hả? Không chỉ là giả bộ cãi lộn đâu. Giả bộ tông xe nữa. Bộ chúng tôi dễ bị gạt lắm hả? Uổng công chúng tôi có hai người là bạn. Thất vọng vì hai người quá đi. Mọi người nghe chúng tôi giải thích trước đã. Thật ra bộ chuyện không phải à. Khoan. Tôi chống mặt. Mày. Ngon không? Nè. Mấy anh chị em ơi. Khoan đã. Ai là anh chị em với anh vậy hả? Con là kiểu rất bình thường, không có chuyện gì để nói nữa. Vậy nên hai người tuyệt đối đừng nói tới giống như là thân lắm vậy. Phải là chúng tôi không đúng, xin lỗi mọi người ha. Nhưng mà tôi thấy hai người cũng xứng đôi thiệt đó ha. Thân đồng nhau nói dối còn thông đồng nhau đóng kịch. Phải đó, hợp vậy thì đáng lẽ không nên chia tay. Đây, bữa sáng B. Ủa cái gì vậy cô Hào? Đây là lỗi mới hả? Sao nhỏ quá trời vậy? Hôm qua hai người dọa tôi một phen hú vía mà. Còn xém chút nữa làm xước xe của tôi. Đương nhiên phải trả giá một chút rồi đúng không? Nhưng cuối cùng cũng đâu có sao chứ. Đừng nhỏ mọn vậy mà. Nè. Bỏ đi, chúng ta phải chấp nhận. Ivan, May. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Hai người không sao rồi hả? Ngồi ăn sáng chung với nhau rồi. Phải, tôi chúng tôi không làm được người yêu, nhưng vẫn có thể làm bạn mà. Phải, chúng tôi đã buông bỏ rồi, sẽ không có hiềm khích nữa đâu. Thật hả? Thật. Thật là quá đáng. Tôi tới đây là định cho hai người cơ hội để nói sự thật. Ai ngờ tới bây giờ hai người vẫn nói dối trước mặt tôi hả? Tại sao cô lại nói vậy, đại tiểu thư? Tại sao vậy chứ? Sáng nay tôi xem camera ô tô, hai người thông đồng nhau giả bộ trở mặt muốn gạt tôi chứ gì? Không sai, là tôi gửi cho cổ đó. Cậu Hào. Tôi nhỏ mọn lắm. Cậu. Cái gan của hai người cũng lớn thật đó.